Cũng từ cái nghe này mà có lúc thì bực mình, có lúc thì vui vẻ, hoan hỷ. Ha. Ví dụ như nghe người ta khen vui, nghe người ta chê buồn, nghe người ta nghe sư nói pháp hoan hỷ, mà nghe ai chữ không được à? À, thí dụ như vậy. Như vậy thì nó có một cái biết thứ hai là gì? Tâm gì? Nhĩ, nhĩ thức. Đó, nó nói dài dằng ra để mình tu chứ, thấy không? Mình nói tu tâm mình biết tu cái gì? À, hôm nay quý vị sẽ nghe cái bài giảng này, mình học Phật để mà mình tu thì nó mới có kết quả. Học mà không tu thì nó đâu có kết quả, thấy không? Ta nói tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu thì sao? Sao? Hả? Học mà không tu là học ngu. À, nghe lại. Học mà tu mà không học là tu mù. Biết đâu tu, thấy không nè? Bây giờ học mà không tu thì sao? Không có kết quả. Giống như một cái đải đựng sách mà thôi, giống như cái tủ chúng ta đựng sách đựng kinh vậy thôi. Cái đải đựng sách nó không có kết quả. Mà quý vị biết mà mình học mà không tu á thì nó cũng na ná, giống như cái muỗng nằm trong cái nồi canh vậy. Nó có biết được hương vị của canh không? Cái muỗng nó nằm trong cái tô canh, nó có biết được cái hương vị của canh là mặn, chua, ngọt thế nào không? Không biết. Như vậy thì cái người học mà không tu giống như cái muỗng nằm trong nồi canh. Còn nếu như mình học mà mình tu thì giống như cái lưỡi vậy đó, nếm được vị canh, ngon hay không ngon ha, mặn hay là ngọt ha, vân vân. Như vậy thì hôm nay chúng tôi muốn quý vị là vừa học mà vừa tu. Hôm nay mình học cái bài giảng hôm nay là mình học cái chữ tâm, tu tâm. Như vậy tu tâm là tu cái gì? Từ nãy giờ chúng ta có được mấy tâm rồi? Thứ nhất là tâm nhãn thức. Thứ hai là tâm gì? Nhĩ thức. Giỏi quá. Trưa hè rồi mình phải nghe pháp mạnh chút cho nó đỡ buồn ngủ. Chứ cái này mà lên mà giảng yếu một hồi nó là gió hiu là chúng ta điều hiu luôn á. À, thả hồn theo mây gió luôn. Ở chùa này là chùa gọi là Hải Vân Sơn. À, ai mà mệt mà lên đây chút xíu là có mây rồi có gió rồi có nước gió biển rồi lần hồi là ngủ mất tiêu. À, yên quá. Cho nên bây giờ nghe một cái sự nghe pháp nó phải tập trung. Bây giờ cái tâm thứ ba là tâm gì? Tâm gì? Tỷ thức. Tức là nhờ cái lỗ mũi mà mình biết được cái mùi gì, cái mùi mùi thơm hay là mùi hôi mình biết ha. Mà thường cái mùi thơm cái mình thích thử hoài, mùi hôi cái mình không chịu. Đó. Thì bây giờ mình tu cái lỗ mũi nữa, chứ không phải giỡn đâu. Nhiều khi cái giận nó cũng xuất hiện từ cái lỗ mũi. Cái tâm bực bội á, cái tâm khó chịu, cái tâm không vui nó cũng xuất hiện từ cái lỗ mũi. À, mình đi ngang một cái chỗ đống rác là mình nghe cái mùi hôi là mình chịu không được rồi, tâm mình khó chịu rồi. Nhưng mà đi ngang cái vườn hoa thơm là phải mình dễ chịu. Rồi. Rồi cái tiếp là mình tu cái gì? Mình tu cái lưỡi là thiệt thích. Nếm vị, ăn có lúc ngon thì vui, lúc không ngon thì cũng không vui. À, rồi cái thân xúc chạm. À, thô hay là cứng hay là mềm hay là dễ chịu, cái thân mình xúc chạm. Rồi đặc biệt là cái ý mình suy nghĩ. Có những điều mình suy nghĩ mình thấy vui lắm. Nhưng mà song song đó cũng có những điều mà mình suy nghĩ cảm thấy nó không vui, dẫn đến mình cái sự bực bội khó chịu. Như vậy tóm lại ở đây kính thưa quý vị, mình tu tâm tức là mình tu sáu cái tâm này. Tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Những nguyên nhân gì làm cho mình sân si thì chúng ta phải chánh niệm, giác sát để mà diệt cái nguyên nhân đó. Đơn giản vậy. Tức là những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ mà làm cho quý vị phải sân si, bực bội, cộc cằn, hung dữ thì Đức Phật dạy phải chánh niệm,
Chánh niệm là gì? Phải biết rõ nó, thấy nó, rồi phải quan sát, tìm cái phương án nào đó diệt cho nó không còn sân si thì mới được, chứ không mà sân si hoài. Thì cái điều này hàng ngày chúng ta thấy, cứ sáng ngủ dậy mở mắt ra thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, có những điều làm cho mình hoan hỷ. Nhưng mà song song đó cũng có những điều làm cho mình khó chịu, bực bội. Thì bây giờ mình phải chánh niệm. Chánh niệm là mình biết rõ nó. Nói hôm qua mới đi nghe cái bài sư giảng tu tâm. Thôi bây giờ là mình phải ráng tu cái tâm này. Mắt thấy chỉ là thấy, tai nghe chỉ là nghe, mũi ngửi chỉ là ngửi. Mình chỉ quan sát như vậy, không có điều gì phải làm cho tâm mình mà bực bội. Cho nên người ta có câu rằng là đừng để lời nói, hành động, cử chỉ của người khác mà làm thay đổi cái tâm trạng của bạn. Có nghe câu này chưa? Chưa nghe luôn. Hôm nay mới nghe, đặc biệt. Tức là mình tu làm sao mình phải chánh niệm, hoàn toàn chánh niệm. Đừng có để cái lời nói của người khác, cử chỉ của người khác, hành động của người khác mà làm thay đổi cái tâm trạng của mình. Cái tâm trạng của mình đang thanh tịnh, đang yên vui, đang hoan hỷ, đang tĩnh lạc, đang hạnh phúc. Tự động nghe mấy câu nổi khùng lên. Nghe bà đã nói mấy câu rồi, cái mình nổi khùng lên. Hoặc là cái hành động của bà làm, cái hành động cử chỉ gì đó không biết, trước mắt mình thấy, mình không kiềm chế được cảm xúc, mình nổi khùng lên, nổi sân lên, hoặc là nổi tham lên. Như vậy thì mình chưa được gọi là người tu tâm. Hiểu chữ tu tâm chưa? Nói đơn giản lắm á, nói là bạch thoại luôn đó. Nói để cho quý vị hàng ngày mình tu, tức là lúc nào cũng phải nhớ mình đang tu tâm. Và mình biết rằng là mọi thứ đều do tâm tạo. Vì hồi nãy mình đọc cái câu kinh đó rằng là nếu lúc bấy giờ mình nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, bắt đầu mình nói. Mà nếu mình nói và hành động lúc đó bằng tâm bất thiện, thì hồi nãy chúng tôi hỏi quý vị rồi là an lạc theo mình hay đau khổ theo mình? Đau khổ theo mình. Như bánh xe lăn theo chân bò kéo xe. Nó chắc chắn là như vậy. Còn nếu như mình nói và hành động với tâm thiện thì an lạc sẽ theo mình, như bóng không rời hình. Thì như vậy chúng ta chọn cái phương án là nói hay làm với tâm bất thiện hay là tâm thiện nè? Tâm thiện mà không phải dễ. Lúc đó mình giống như là một cái máy gì đó, phản ứng một cách tự nhiên, cắn tôi cắn lại. Mình vậy đó. Mình đó là gặp Phật thì tu. Có cái người vậy đó, con gặp Phật con tu, gặp quỷ con phải trừ. Có cái người đó anh hùng vậy đó. Tức là nói là bây giờ con thấy Phật là con tu, mà con thấy quỷ thì con phải sao? Phải trừ. Theo quý vị đúng hay sai? Đúng không? Đúng hả? Phải. Cái này may mạnh xin thưa rằng là cái quan niệm này á, thì nó trúng, chứ không sai, mà nó trúng với gì? Nó trúng với phim kiếm hiệp, nó trúng với cái máu mà anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật là gặp Phật thì tu là chuyện bình thường, gặp Phật không tu làm gì? Gặp quỷ mà tu mới là hay. Cho nên cái câu này phải sửa lại rằng là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì càng phải tu hơn nữa mới được, chứ không mà nói khùng lên với nó mất hết cái công đức của mình. Quý vị có thấy mình đang tu mà quỷ nó phá mình, cái mình nói khùng lên cái nó mất công đức. Nó mất công đức. Bởi vì đạo Phật chúng ta chủ trương là hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Hiểu câu này không? Hay quá ha. Tức là mình lấy cái lòng từ bi để mình xóa đi cái sự hận thù quan trái, thì đó mới là một định lực thiên thu bất diệt. Chứ bây giờ mình lấy cái hận thù để mà mình đàn áp cái hận thù thì giống như phim kiếm hiệp vậy đó. Tức là cứ báo thù
Rồi đời con lên, đệ tử lên báo thù. Báo thù xong bên kia đời con, đệ tử lên cứ báo thù. Cứ báo thù, báo thù, báo thù mà phim bộ nhiều tập mình coi hoài không hết. Đúng không? Tức là đâu có chấm dứt đâu. Bây giờ mình giết họ xong, con cháu họ lên họ cũng tìm cách họ trả thù. Rồi mình bị chết, sao với con cháu của mình lên cũng tìm cách để trả thù lại. Đúng không nè, có ai coi phim kiếm hiệp chưa? À, nghe thì dường như nó có lý. Rồi họ lại chủ trương rằng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trời ơi. Hoặc là quân tử có thù không trả, không quân tử. Theo quý vị câu này đúng không? Không. Đâu có lấy hận thù với hận thù được. Đúng không? Hoặc là thù cha, thù mẹ, bất cộng đái thiên. Đúng không? Đúng hay sai? Sai. Tại vì sao sai? Có nhiều người nói tại sao vậy? Có những người họ nói rằng bây giờ tôi thương cha, thương mẹ tôi. Ha. Ai mà giết cha, giết mẹ tôi thì tôi phải giết người đó. Theo quý vị đúng hay sai? Đó. Cái đạo Phật nó rõ ràng lắm. Mình không có thể nào mà mình nêu cái bảng lên là mình hành hiệp trượng nghĩa rồi mình trừ gian diệt xảo là không được. Mình không thể nào mà nói một câu là tôi sát nhất miêu để cứu dạng thử. Hiểu câu này không? Giết một con mèo, sát nhất miêu. Sát là giết, nhất miêu là một con mèo, để mình cứu dạng thử 1000 con chuột. Bởi con mèo này nó ăn chuột. Bây giờ tao phải giết con mèo này. Mục đích của mình là gì? Là cứu 1000 con chuột. Theo cái gì đúng hay sai? Sai, hay quá, vỗ tay đi. Đạo Phật nó không phải vậy. Nhưng mà nghe nó có lý. Ở ngoài đời á, cái đời như anh nãy nói là bi trí dũng như vậy đó. Tức là mình phải mạnh dạn. Không phải như vậy. Đạo Phật của mình là mạnh mẽ nhưng không có thô lỗ. Mình khiêm nhường nhưng không có nhút nhát. Mình khiêm tốn nhưng không có nhu nhược. Mình tự tin nhưng không có tự đại. Nó khác. Đạo Phật mình á là anh cứu một dạng con chuột thì anh có phước, nhưng mà anh giết một con mèo anh vẫn có tội. À, đạo Phật mình là nghiệp quả phân minh. Phước là phước, tội là tội. Cho nên cái nào nó ra cái đó, chứ không có lập lận. Không có cái vụ mà bây giờ mình nói trước đây là tôi làm 10 cái tội, bây giờ tôi làm 10 cái phước lại để trừ cho nó huề. Theo quý vị nó có huề không? Không huề. Cái nào ra cái đó. Mình gieo phước thì mình hưởng phước, mà mình tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. À, chứ nó không có vụ mà mượn nợ trả nợ rồi xong. Nó khác. Nghiệp quả nó khác cái vụ mà mượn nợ rồi trả nợ. À, tôi vay 100.000 rồi tôi kiếm 100.000 tôi trả là tôi với anh là huề. Không có. Nhân quả nó rõ ràng. Cho nên dứt khoát đạo Phật dạy chúng ta là điều đầu tiên là gì? Không làm các việc ác. Nhưng mà mình nghĩ không làm các việc ác đã đủ rồi, nhưng mà thật sự chưa đủ. Cái đó là mình mới không tạo nghiệp ác thôi. Phải tiếp tục làm các việc lành nữa. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Anh không làm các việc ác thì anh sẽ không trả nghiệp thôi. Mà có phước không? Không. Có gieo trồng để hưởng quả không? Không. Thì bây giờ anh phải tiếp tục làm các việc lành nữa thì mới có phước. Nhưng mà còn cái điều quan trọng đó là phải tu cái tâm nữa, giữ tâm cho ý cho nó trong sạch. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết không, nhiều khi cái tâm mình mà không tu thì cho dù là cái hoàn cảnh nào nó cũng là bất thiện. Mình ở trong cái hoàn cảnh nghiệp nó trổ thì mình sân si rồi, mình trổ nghiệp đó mình bực bội rồi, mình sân si. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh mình hưởng phước mà mình cũng sân si. Tại cái tâm mình chưa tu. Quý vị biết không, có những người họ nghiệp nặng lắm, cái tâm của họ sân si. Thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người này á, từ bóng tối đi vào bóng tối. Kiếp trước đã dụng đường tu, đã khổ rồi, kiếp này không chịu tu nữa, còn sân si nữa, còn hung dữ nữa. Thấy không? À, thì cái người này Đức Phật nói là từ bóng tối đi vào bóng tối. Nhưng mà vẫn có những người kiếp này có phước, hưởng phước,
mà không biết biết tu, lại tạo nghiệp. Thì cái người này Đức Phật dạy là từ ánh sáng đi vào bóng bóng tối. Cho nên cái điều quan trọng nhất người tu chúng ta là phải nhận thức được kiếp trước có tu mới được vào, kiếp này sung sướng lại quên sao. Hiểu câu này không? Mình ăn trái mình phải tiếp tục trồng trồng cây. Còn mình đừng có cái dạng ăn trái mà không chịu trồng trồng cây, ăn trái xong dục hột luôn. Thời gian sau trái nó hết, cây không có mọc, hết lấy gì ăn, lúc đó khổ. Mà khi mà cái khổ của cái người mà có phước mà nó hết phước nó khổ á, nhiều khi nó còn khổ nhiều hơn cái người không có phước. Hiểu câu này không? Người ta nói thà khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau. Hiểu có đau không? Đau. Mình có phước mà mình không biết. Tiếp tục. Kính thưa quý vị, trong nhiều câu chuyện bổn sanh tiền kiếp trong Phật giáo thì rất là nhiều thiện nam tín nữ ở kiếp người làm nhiều việc lành, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh về thiên giới cõi trời. Thì những người mà biết tu á, họ thường nhìn lại xem coi cái nhân gì duyên gì mà họ được sanh lên cõi trời, họ được sanh vô cái nơi nhàn cảnh để họ hưởng phước. Thì khi họ biết được cái nhân lành mà họ gieo á, thế là họ tiếp tục họ làm nữa. Mình cũng nên nhìn như vậy. Giống như bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta là cái người đang có phước, sanh ra kiếp người đã là khó rồi, được làm người mà không chết sớm cũng là khó, còn ngồi ở đây hên quá chưa chết, nhiều người chết đâu rồi, dòm qua dòm lại có mấy đứa bạn nó cũng đi rồi, mấy đứa nhỏ hơn mình nó cũng đi luôn rồi, mà sao mình còn sống sờ sờ, chà mình cũng phước lớn mạng lớn à. Quý vị nghĩ đi, cái mạng người nó bấp bênh, sống nay chết mai, nay còn mai mất, vô thường không biết đến lúc nào. Nhiều khi nói cười cười với chút xíu nữa là rồi tạm biệt ra đi, thấy không? Mà mình bây giờ vẫn còn sống hùng, sống mạnh, ngồi ở đây, phải là người có phước dữ không? Không tin chúng tôi quý vị ôm mình đi, bằng tuổi với quý vị nhiều lắm, ra ngoài nghĩa trang nhiều lắm. Ví dụ mình 50 tuổi, mình ra mình tìm cái nghĩa trang mà những người mà hưởng dương 50 tuổi đầy. 49 cũng có, 45 cũng có, 30 cũng có, 20 cũng có, chứ đâu phải là 50 đâu, nhiều. Cho nên cái điều khó thứ hai Đức Phật nói là mình là làm người đã khó rồi, mà làm người mà còn sống lâu như vậy là cũng là khó. Chứ từ hồi bé quý vị biết không, bao nhiêu là cái nguy hiểm, cha mẹ mà sơ sức chút mình cũng lên đường. Lúc mình còn nằm đỏ hỏi ở trong nôi á, cha mẹ mà chỉ cần thiếu chăm sóc chút, thiếu quan tâm chút, sơ sẩy chút là mình cũng té giường, té giếng, té ao gì cũng lên đường mất rồi. Rồi cũng may là thời tiết bệnh hoạn, rồi nói chung là bao nhiêu là cái thứ nguy hiểm nó tới chực chờ để nó rước mình đi. Mà cũng may sao chắc có tù dữ lắm mà bây giờ còn ngồi đây thở hì, thấy không? Chứ không đã nằm trong bệnh viện là thở oxy hết rồi. Cho nên phải mừng, mình biết là mình có phước. Tuổi này nằm trong bệnh viện nhiều lắm, thở không nổi, có oxy. Còn mình đây thở nổi, mạnh, mà không chịu tu niệm Phật, mà nói chữ người ta không à. Muốn vô nằm thở oxy thì sao chữ. Cho nên mình phải phản tỉnh lại, mình phải có phước, xác định Đức Phật nói phải có phước. Chứ không là bây giờ cũng theo ông bà rồi, chứ không có ngồi đây đâu. Điều khó thứ hai là mình có tuổi thọ. Điều khó thứ ba là gì? Được nghe diệu pháp. Được nghe diệu pháp là nghe pháp đó, nghe pháp vi diệu của Đức Phật. Biết bao nhiêu người trong cái thời khắc này quý vị không? Họ đang tất bật với công việc, mưu sinh. Họ đang vật lộn với cuộc sống. Họ đang hơn thua tranh giành. Mình ngồi ở đây, gió mát, thấy không? Rồi pháp nghe dạt vào, tâm hồn an lạc. Quý vị phải biết rằng mình giờ phút này nè, thời khắc này nè, mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vỗ tay chúc mừng mình đi. Mình chỉ cần phản tỉnh một vòng thôi,
Biết bao nhiêu người thời khắc này họ đang sống trong tham sân si, họ đang sống trong cái sự dằn vặt của quá khứ, họ đang sống trong cái sự vọng mong của tương lai, họ đâu có enjoy được cái hiện tại của họ. Của mình một cái thời khắc mà quá tuyệt vời, cái không gian thời gian quý vị còn nghĩ coi chỗ nào nó hơn chỗ này nữa. Thiên đàng là chỗ này rồi, Tây phương là chỗ này rồi, chứ đâu nữa, thấy không? Chỗ này là bây giờ quý vị là cái người hạnh phúc nhất. Được ngồi mà nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, rồi nghe sư thuyết pháp đó. Bây giờ để thưởng quý vị bài hát nghe cho nó đã luôn. Để coi bài hát nào hay hay tặng cho quý vị. Hôm nay thì giảng cái bài giảng tu tâm, muốn cho quý vị tu cái tâm lành, tâm thiện, để cho quý vị có cái quả lành, quả thiện. Thôi bây giờ hát quý vị, tặng quý vị một bài là bài niệm Phật. Hôm nay khóa tu một ngày an lạc, có tựa đề là niệm Phật. Quý vị đồng ý không? Để cho quý vị là cái người hạnh phúc nhất luôn trên trần gian này luôn, chứ không ai bằng hết. Xin quý vị bắt đầu thưởng thức. Lòng thành sinh dâng triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Lòng thành sinh dâng triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, mà càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Quý vị cho một tràng vỗ tay. Đây là một Phật tử sau khi nghe chúng tôi gửi tặng quý vị bài hát mà chú cảm xúc quá, chú không kìm được muốn lên đây để tặng cho quý vị một bài hát. Chú quay ra đứng đây quay ra. Quay ra hát cho sư nghe, hát cho Phật tử nghe luôn. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, chú bắt đầu đi. Con bắt đầu xin hát cũng dường thầy. Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con cùng kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tham tham sân hận, ảnh đạo hoang mong tiến đến dần. Hãy dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp đều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Hãy là bóng cây che mát chúng con, thầy là con thuyền ánh sáng nhất diệu lòng son. Thầy là con thuyền nghiêng lưỡng đưa chúng con đến bờ thánh lương. Thầy theo hành nguyện pháp vương treo gần đành trói sáng mười phương. À, quý vị cho thêm một tràng vỗ tay nữa. À, rất là cao quý tấm lòng của bác. Tắt một sự cái quạt đi, quạt này quạt quá hết nóng rồi, mát rồi. Rồi tắt đi, quay ra ngoài rồi đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta nghe cái bài pháp là tu tâm. Mục đích của mình á là để mình trao dồi những cái tâm thiện, để cho tâm bất thiện nó không có mặt. Ở đây kính thưa quý vị, người ta nói nếu như mà mình sống với cái tâm gian dối thì cuộc sống nó bất an. Mình sống với cái tâm ganh ghét thì chúng ta có cuộc sống hận thù. Mình sống với cái tâm đấu kỵ thì cuộc sống nó mất vui. Mình sống với cái tâm tham lam thì cuộc sống của mình nó dối trá. Bởi vì cái bản chất của chúng ta là một khi mình nói thật, đầu óc sẽ thảnh thơi, vì không cần phải nhớ để đối phó với đời. Mình mà nói dối á, đầu óc mình nó không thảnh thơi. Mình suy nghĩ để mình cách mình đối phó, mình sợ người ta phát hiện, phải không? Đơn giản, nếu mình sống hiền lành á, một khi ta nói thật, đầu óc sẽ thảnh thơi, vì không cần phải nhớ để đối phó với đời. Mấy người mà nói dối á, trời ơi, nhức đầu lắm, nặng đầu lắm, phải nhớ. Nhớ mình nói cái gì chứ, nói chi vậy, mình đối phó, phải không nè? Cho nên hôm nay chúng ta phải tập sống với cái tâm hiền thiện. Bởi vì cái người nào mà sống bằng cái tâm gian dối á, quý vị biết không, họ sống bất an lắm. Lúc nào cũng hồi hộp, họ lo sợ. Gian dối mà, thấy không? À, nói này chúng tôi mới nhớ hoài đến cái tới một cái mấy người mà bị người ta truy nã đó. Quý vị thấy họ sống ăn vui không? Không, là phập phồng, căng thẳng, lo sợ, phải không? À, đâu có ăn, đâu có bình an nữa. Cho nên sống gian dối là một cái đời sống bất an. Tâm gian dối là sống bất an. Mà tâm ganh ghét á, sống hận thù. Có ngày mình cứ ganh tị, hơn thua, ghét người này, ghét người nọ. Cho nên hận thù mình nhiều lắm, quan trái mình nhiều lắm. Cho nên phải tập bỏ cái tâm ganh ghét. Rồi sống cái tâm đố kỵ. Đố kỵ, thấy người ta so đo với người ta dữ lắm, hơn thua với người ta hoài, thì cái đời sống mình mất vui. Đi đâu cái nhìn người ta, cái nghĩ số phận mình nó bèo nhèo, thấy không? À, cứ tối ngày cứ nhìn lên thấy khổ hoài. Mà nhìn xuống thì hơn nhiều kẻ trắng tay, mà không chịu nhìn, có quá nhìn lên,
nhìn lên vậy thì khổ hoài. Rồi sống với cái tâm tham lam á, thì đời sống nó dối trá. Cho nên bây giờ là quý vị phải học theo câu này. Đọc theo nghe. Tâm ơi, ta bảo tâm này, tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Tâm là nguồn cội tâm ơi, tâm mơ mộng mãi tâm thời còn đau. Khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ được giữ vào tò sen. Trời ơi, đọc cũng không xuông nữa, đọc lại. Bài này là hồi nhỏ mình đã biết rồi. Trâu ơi, ta bảo trâu này đó. Bây giờ đọc lại nghe. Tâm ơi, ta bảo tâm này, tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Tâm là nguồn cội tâm ơi, tâm mơ mộng mãi tâm thời còn đau. Khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ được giữ vào tò sen. Thuộc chưa? Bởi vậy, đọc nữa phải không? Đọc nữa. Bởi vì cái chữ tâm nó quan trọng lắm. Hôm nay mình tu, mình nghe cái bài giảng gì vậy? Là tu tâm. Phải không? Nhất thiết như tâm tạo. Mọi thứ đều do cái tâm mình tạo ra. Thiện hay ác là do tâm. Đúng không nè? Đó, bây giờ mình trau dồi cái tâm thiện cho nhiều vô. Để mà tâm bất thiện nó không có. Không mà. Không? Chữ tâm đọc tự thế mà hay đó. Thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ thì gắn rèn, già cố giữ. Trọn đời gói trọn cả vào đây. Cho nên đọc lại. Tâm ơi, ta bảo tâm này, tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Thuộc chưa? Hai câu đầu thôi, thuộc chưa? Ừ. Trời ơi, bà kia bà đọc trâu ơi, ta bảo trâu này kìa. Đọc lại, tâm ơi, ta bảo tâm này, tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Tâm là nguồn cội tâm ơi, tâm mơ mộng mãi tâm thời còn đau. Khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ được giữ vào tò sen. Không biết khi nào mà giữ vào tò sen đây, không biết. Kiểu này chắc khó giữ ạ. Thuộc chưa? Sao thuộc nổi? La người ta thì hay lắm. La mấy đứa nhỏ, trời ơi, có một câu mà học hoài không thuộc. Trời ơi, mốt không la nữa. Nhiều khi má học cũng không thuộc nữa con ơi. Má lên chùa sư dạy có mấy câu mà má còn không nhớ không nổi. Làm sao mà thuộc nổi, thấy không? Bây giờ đầu óc của mình là nó hầm bà lặng trong đây rồi. À, cho nên thôi cảm sao, có còn hơn không. À, đọc giao duyên, từ từ mới nhớ. À, hàng ngày là phải phản tỉnh rằng là phải ráng tu cái tâm mình. Rồi, bây giờ thấy quý vị mà giữa trưa hè oi bức mà ngồi nghe pháp, gương mặt ai cũng tươi rói như là buổi sáng vậy đó. À, nó khác nha. Cái gương mặt buổi sáng nghe pháp nó khác, mà buổi trưa hè oi bức về khác. Mà quý vị nghe ai cũng tươi vui hoan hỷ hết. Cho nên bây giờ để tặng quý vị thêm bài nữa, bài hát nữa. À. Bài này thì mới tập hát cho nên chưa có nhân nhuyễn. Cái này ca lẻ chứ không phải ca sĩ. Cho nên hát mà nó không hay quý vị cũng hoan hỷ. Cho một tràng vỗ tay khích lệ coi. Ừ.
đường lên thiên giới của Đức A-di-đà lắm chồng gai người ơi. Ngày xưa lạc lối, mãi theo thôi đời lạc thu thế gian. Tiếc thay cho thân ta một cuộc đời ôi vướng mắc. Phúc lâm chúng ai ơi, mau gắn niệm mãi Phật tâm. Tiếng ai như âu lo, trong nỗi buồn bước chân vào. Niềm sầu khổ điềm trường, còn đâu vui sướng. Kiếp sống dương trần giá, tâm mà phiền tối. Cầu xin Tam Bảo xót thương kẻ phàm, cuộc sống khổ đau. Thế nhân ơi, mang chi lời dành càng thêm dương mắt. Có ai khi lâm chung mùa lấy được tự thần đâu. Hồn phách như hồn trần thôi đành cất bước ra đi. Mà khổ đau triền miên. Đời là thế, xin người buông hết mới vơi đi sầu đau. Còn cầm giữ, ta còn lưu luyến trách cho nhau mà chi. Còn gì nữa, sao người chưa biết lánh xa nơi lầm than. Cùng chung bước tu hành nay để tôi tin không vướng mang. Ngày nay hãy đến nơi đạo tràng phát tâm mà nguyện lớn. Cầu xin Tam Bảo chứng tri tâm cầu phát thế xuất gia. Thế Tôn như Hoài Nghiêm Ngài đang cười trong hoan hỷ. Thấy con này quy y xa cõi đời chốn bùng nhờ. Tìm đến nơi Phật đài theo từng dấu bước chân đi. Lìa biển khổ phiền lao. Đời là thế, xin người buông hết mới vơi đi sầu đau. Còn cầm giữ, ta còn lưu luyến trách cho nhau mà chi. Còn gì nữa, sao người chưa biết lánh xa nơi lầm than. Cùng chung bước tu hành nay để tôi tin không vướng mang. Ngày nay hãy đến nơi đạo tràng phát tâm mà nguyện lớn. Cầu xin Tam Bảo chứng tri tâm cầu phát thế xuất gia. Thế Tôn như Hoài Nghiêm Ngài đang cười trong hoan hỷ. Thấy con nay quy y xa cõi đời lầm bùng nhờ. Tìm đến ngôi Phật đài theo từng dấu bước chân xưa. Lìa biển khổ phiền lao. Hát dở mà vỗ tay lớn quá, mắc cỡ. Hả? Quá hay, đúng rồi, quá hay. Cảm ơn đạo hữu nhiều. Rồi bây giờ quay lại chúng ta đọc lại nghe. Tâm ơi, ta bảo tâm này. Tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Tâm là nguồn cội tâm ơi. Tâm mơ mộng mãi, tâm thời còn đau.
Khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ được giữ vào tò sen. Hôm nay quý vị đến đây tham dự khóa tu mà thuộc được cái bài này về là đủ tiền rồi. Thấy không? Để mình tu cái tâm mình, rồi mình phải dạy nó. Ngày nào mình cũng nói tâm ơi, ta bảo tâm này. Nhưng mà ngày xưa mà mấy người làm nông vậy đó, làm về ruộng rẫy, sáng nào ta cũng kêu trâu ơi, ta bảo trâu này. Thấy không? Trâu ra ngoài ruộng, trâu cài với ta. Cái người làm nông đó, họ lúc nào họ cũng coi con trâu giống như là người bạn của họ. Thì bây giờ mình cũng phải coi cái tâm giống như vậy. Sáng nào thức dậy liền đọc cho sư cái bài này. Nguyên ngày hôm nay mình với tâm cũng tu. Đọc lại. Tâm ơi ta bảo tâm này, tâm lo tu tập, tâm đừng rong chơi. Tâm là nguồn cội tâm ơi, tâm mơ mộng mãi tâm thời còn đau. Khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ được giữ vào tò sen. Quý vị có muốn cái tâm mình được giữ vào tò sen không? Muốn phải không? Thì mỗi tháng cần phải tu hành. Tháng nào cũng đến đây hết. Mình ở đây là tu tập định kỳ hàng tháng là ngày mấy vậy? Đúng ngày 14. Quý vị nhớ, đúng ngày 14 là chúng ta cần phải đến chùa Hải Vân Sơn. Bởi vì hồi nãy chúng tôi có nói là ngày nay hãy đến nơi đạo tràng phát tâm nguyện lớn. Mình đến đây để phát tâm mình tu trọn một ngày. Và một tháng đó là nó 30 ngày. 29 ngày là cái tâm nó biểu mình đi đây đi đó. Chỉ có một ngày 14 là mình biểu cái tâm nó theo mình. Mình phải dùng vậy. Mình làm chủ cái tâm một ngày. Ngày hôm nay mình bắt cái tâm này phải lên chùa phát tâm nguyện lớn. Và ngày hôm nay mình phải bắt cái tâm này là phải sống trọn vẹn với lòng từ bi hỷ xả. Ngày hôm nay mình bắt cái tâm này không có được sân si, không có được tham lam. Nhớ chưa? 29 ngày mặn rồi, bây giờ có một ngày muối mè thôi. Mình phải làm cho nó trọn vẹn. Có cái bài thơ đó, con là ai đó, con là ai, con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đờm, 29 ngày mặn, một hôm muối mè. Hiểu không? Chỉ có ngày 14 mới lên ăn mè thôi. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bục thì ấp e lam hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa làm sao tu. Cho nên hôm nay thì chúng tôi đến với quý vị một cái bài pháp cũng không dài, không ngắn. Mà nội dung nó cốt yếu là bởi cái câu kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Chúng tôi xin lặp lại, quý vị nhào nhớ được thì nhớ, còn nhớ không được thì lần sau chúng ta ra giảng lại. Mình nghe pháp mà nghe đi nghe lại để cho mình nhớ. Thấy không? Có nhiều người nói trời ơi sư giảng cái pháp này con nghe rồi, con muốn nghe nữa. Mà có một câu không nhớ mà nói rơi rồi không à. Phải nghe đi, nghe lại cho nó thấm nhuần, đúng không? Mình đừng có nghe cái đó rồi cái mình muốn nghe nữa là không được. Nghe pháp là phải nhiệt quyết, phải hết mình, phải nỗ lực, phải tinh cần, phải tập trung mình nghe. Chứ không phải nghe rồi ngồi ngã nghiêng ngã ngửa rồi nói cái gì cũng gật đầu hết. Tưởng đâu là mình nói hay, cuối cùng là đang ngủ gục. Con cháu họ đồng gật, sống lại. Nói trúng cũng gật, nói sai cũng gật, nói phải cũng gật, nói trái cũng gật, nói hay cũng gật, nói dở cũng gật. Tưởng sao đang ngủ gục. Nói vậy đó. Cho nên, nghe đi rồi lại nghe lại. Bây giờ biết đọc theo nha.
tâm dẫn đầu các pháp. Cái này là Phật ngôn á, Phật dạy đó. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân bò kéo. Ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm thanh tịnh, an lạc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Bây giờ quý vị muốn đau khổ theo mình hay là an lạc theo mình? An lạc theo mình. Thì sao? Nói hay hành động với cái tâm thanh tịnh. Quý vị biết mình tu đơn giản lắm, mà nó khó cực kỳ. Trước khi nói, trước khi hành động, xem coi mình nói và hành động với tâm gì. Hiểu không? Nếu mà tâm đó đang là tâm ô nhiễm, ví dụ đang ganh tị, đang gian dối, đang tham lam, thì dứt khoát ngưng liền, không nói nữa. Bởi vì nói nữa tạo nghiệp, miệng xây núi nghiệp, biết ngày nào tan, mà mình cứ xây hoài. Còn khi mà nói mà thấy với cái tâm là thanh tịnh, cái tâm không ganh tị, không hơn thua, không giành giật, không bon chen, không tật đố, không bỏng sẻn, không tham lam, thì mình nói. Mà cái này nó khó lắm. Ông bà mình dạy trước khi nói là uống lưỡi mấy lần. Rồi mình có uống không? Mình nói xong là mình về, cái lưỡi mình nó lão luyện luôn rồi. Người ta phải uống lưỡi trước khi nói là 7 lần để nhắc mình. Trước khi nói coi mình nói bằng cái tâm gì. Thí dụ nghe, mình đang kể chuyện người thứ ba cho người này nghe. Mà mình kể thì nó hấp dẫn lắm. Mình là thêm mắm dặm muối, lúc thêm lúc bớt nha. Nhưng mà mình đang kể bằng cái tâm ganh tị, tâm mình đang bực mà, mình nói thêm vô cho nó thêm phần nó nặng nề. Thì lúc đó mà mình thực nhớ lại, lúc mình nói mình không quên, mình hay quên lắm. Mình phóng vật, mình dễ dưới mà hay quên. Nhưng mà khi mình đang nói mình nhớ lại, quý vị biết ngưng liền, dứt khoát ngưng liền vô đó. Cái người nghe mà họ có mất hứng á, họ nói ủa sao không kể nữa, trả lời liền với họ là ngu sao kể. Sư Chánh Định dạy là ngu sao kể. Tôi kể bà nghe sướng cái lỗ tai, còn nghiệp ai mang? Tôi mang. Bởi vậy ngu sao kể. Nếu mà trước đó mình không biết là mình ngu mình kể, nhưng mà mình nhớ lại không được, tại vì mình nói với cái tâm ganh tị, thì ngưng liền. Vì cái tâm ganh tị nó ghê lắm quý vị. Nghe thì một nửa thôi, hiểu thì một phần tư à, nhưng kể lại gấp đôi. Nó ghê như vậy đó. Cho nên dứt khoát là ngưng liền. Nghe lời sư ngưng liền. Bà kia bà có tức giận thì cái chuyện của bà. Chứ ngu gì mà mình kể cho bà nghe đã cái lỗ tai. Mà con người thì hay thích tò mò lắm, thích tò mò nghe chuyện người khác. Mình kể bà nghe bà sướng cái lỗ tai. Mà nghiệp thì ai mang? Ai mang nè, nói lại đi. Mình mang. Vì thấy mình có ngu không? Ngu. Cho nên bây giờ phải khôn ra một chút. Bớt ngu đi. Bớt ngu đi. Ha. À, mình là bây giờ mình ngu triền miên. Đọc theo. Mới tu mình tưởng mình ngon, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Quý vị nói quý vị ngu ngày xưa không nói. Thấy không? Tu lâu mình thấy mình ngu quá, cho nên bây giờ phải bớt ngu. À, tu phải sát ra, thấy không? Tu phải trí tuệ sát ra để bớt ngu. Chứ gì đâu mà thấy ngu triền miên luôn, ngu thường trực luôn, mà khôn thì đột xuất à, lâu lâu khôn tí à, còn không thì cứ ngu hoài đó. Cho nên dứt khoát kỳ này là phải sáng ra, bớt ngu. Rồi, kính thưa quý vị, chiều hôm nay chúng tôi thật sự rất là
hoan hỷ, cũng là lần đầu tiên chúng tôi được trở về với đạo tràng tu học một ngày an lạc của chùa Hải Vân Sơn. Và chiều hôm nay thời tiết thì cũng ưu đãi cho chúng ta, mặc dù nó nắng nhưng mà chúng ta đang ở trên núi quý vị, gió lồng lộng mát mát đến đâu chúng tôi không cần quạt luôn. Và chúng ta có được một cái khoảng không gian thời gian vô cùng tuyệt vời để chúng ta một bên thì nói pháp, một bên thì ngồi nghe pháp. Và cái buổi giảng đến đây đã được thành tựu viên mãn. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin được nói lời niệm ơn đến đại đức trụ trì cùng chư tôn đức tăng ở trong ban tổ chức khóa tu, đặc biệt là toàn thể các Phật tử hành giả đang tham dự khóa tu chiều hôm nay. Và lời tri ân này cũng là kết thúc buổi giảng. Một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.